Kính thưa quý chị em, anh chị, thì hôm nay chúng ta sẽ học tới cái binh thư Đại Việt, cái ván cờ thế thứ hai được gọi là Lê Lai Cứu Chúa. Thì trước khi đi vô ván cờ thì chúng ta nên nói qua về vị tướng Lê Lai của lịch sử Đại Việt. Lê Lai là một tướng lĩnh tham gia vào khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi. Lê Lai được coi là một anh hùng, một tấm gương trung nghĩa, với sự kiện nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam là Lê Lai đã cải trang Lê Lợi, đánh lạc hướng Vương Minh để sau này Lê Lợi thoát khỏi vòng vây thì mới giải thì mới đánh đổ quân Minh khỏi đất nước được. Thì sau này Lê Lai bị giết chết. Thì Bình Định Vương Lê Lợi trước khi khởi binh ở Lam Sơn thì thế quân rất kém và ít. Thì lúc đó quân Tào, quân Minh thì luôn luôn lùng bắc mãi, thì tới đang lùng bắc vây bắn, và nghĩa là quân của Lê Lợi kiệt sức bị vây trong núi. Thì lúc đó thì Lê Lợi mới hỏi là các vị tướng chỉ còn khoảng 100 người gồm tướng với quân, thì hỏi ai có thể đem thân ra thay ta để cho ta đi ẩn nấp giấu tông tích mà cho quân nghỉ, sau này mưu đồ cử binh để cứu lấy đất nước. Thì lúc đó Lê Lai mới đưa người ra xin nhận. Lê Lai nói là dạ, Lê Lai đem thân thay Chúa, nếu sau này không nhớ đến công, nguyện cung điện hóa thành rừng núi, bảo ấn hóa thành đồng, thần kiếm hóa thành đao cùng. Sau đó Lê Lai mặc đồ của Lê Lợi, đem một số binh lính cờ xí của Lê Lợi giả làm Bình Định Vương Lê Lợi khiêu chiến với quân Minh, rồi dẫn đi hướng khác. Sau đó quân Minh bao vây được và giết chết ông ta. Thì lúc đó cái quân quân Minh mới tưởng là Lê Lợi bị chết rồi, thì lúc đó mới mới tản quân ra. Thì Lê Lợi mới rút quân ra khỏi cái vùng bị bao vây á, thì mới sau này mới 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 đánh đổ quân Minh ra khỏi bờ cõi. Thì nếu mà không có Lê Lai thì chắc Lê Lợi không có thành công được. Thì lúc đó thì quân quân Tào rất là đông, mà quân Lê Lợi rất ít, mà bị bao vây trong núi nó chỉ có chết thôi. Thì Lê Lai cứu Chúa, nhờ có Lê Lai giả Lê Lợi mà quân mà Lê Lợi mới có cái sự nghiệp vào cái thời đó. Thì sau khi mà đánh đổ quân Minh ra khỏi đất nước á, thì Lê Lai lên ngôi xưng mình là Bình Định Vương, khiêu chiến với quân Minh rồi đánh đổ quân Minh ra khỏi đất nước. Thì sau khi Lê Lai chết đó, thì Lê Lợi ngầm sai người tìm di hài đem về Lam Sơn mai táng. Năm Thuận Thiên thứ nhất, năm 1428, thì Lê Lợi phong Lê Lai làm công thần hạng nhất, tặng là Sư Trung Đồng Đức Hiệp Mưu Bảo Chính Lũng Nhai công thần, hàm thiếu úy, thụy là toàn nghĩa. Thì cái đó chúng ta đã biết sơ về cái danh tướng Lê Lai, cứu Chúa Lê Lợi. Sau đây chúng ta đi vào ván cờ. Và ván cờ thì trong ván cờ này đó thì chúng ta thấy là bên đỏ phải đi trước. Ok, thì bây giờ con bên đỏ con xe đỏ mà có chiếu 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 thì cũng không có bí được. Ok, thì sử dụng xe đỏ này chiếu đây, thì con tướng này lên. Ok, thì giả sử con xe đỏ này chiếu đây, thì con tướng này lên nữa, con tướng này không có lên nữa, tướng này ăn qua. Ok, thì xe đỏ chỉ còn có một xe thôi, thì bên này chỉ có một nước này thôi, nước này không có đỡ được. Bây giờ giả sử đi con mã xuống dưới, thí dụ như con mã một thói hai xuống đây. Ok, mã một thói hai xuống đây á, thì cái tỷ mã một thói hai xuống đây á. Ok, thì bên bên đen á, họ sẽ đi là chốt Chàng chiếu bên này phong, thì con mã này ăn đi, thì con chốt này ăn đây, Chàng bí liền vô đâu có được phong. Sao đi mã một thói hai là cái nước không 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 được vậy, cho nên chúng ta không có đi nước đó được.
Ok, so thường thường mà khi thấy vô đây thì ai cũng đi mã 1 số 2, nhưng mà không có được. Thì bây giờ muốn cho con, chúng ta phải nhìn là muốn cho con thường thường nó chốt này nó chiếu đây mới thưa phải không? Thì chúng ta phải làm sao cho con tướng này nó chạy qua đây. Thì bây giờ chúng ta giới thiệu đi, chúng ta đi xe đỏ đi. Chăng. Ok. Thì con tướng này mà lên đó là không có được nha. Con tướng này mà lên đi, con xe này nó chiếu tiếp. Thì con tướng này lên thì con xe đỏ này chung vô đây chiếu. Chiếu con tướng này chạy qua thì nó ăn chốt là thua mất tiêu rồi, cho nên con tướng này buộc phải ăn ra. Ok, thì lúc đó con mã này mới xuống. Lý do mã này xuống á, tại vì chiếu ở đây á, chiếu ở đây thì con mã này ăn xuống thì con chốt nó không có chiếu được, tại vì con tướng này chạy qua đây rồi. Thì lúc đó bên đen con tướng phải chạy vô lại. Ok, thì bây giờ bên đen thì có cái nước cũ lại, thì nếu mà chiếu đây á, chiếu vô đây á, thì con mã ăn về. Chiếu vô đây á, thì con mã ăn về thì con chết này là ăn đây lại bí nữa, cho nên con mã này chỉ cần đi lên đây là xong. Ok, thì bây giờ cờ này á thì bên 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 đỏ cũng không đi được, gì hai con mã này bị dính cứng ngắc luôn, đi ra là bí lập tức. Con mã này đi ra cho là cũng bí, mà hai con mã này đi ra là bên 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 đen chiếu bí liền. Rồi con xe này á, con xe này chỉ chạy lên chạy xuống thôi, con xe này chỉ chạy hàng ngang thôi chứ, chiếu rồi chạy về, chiếu rồi chạy về thôi, chứ còn không có chiếu bí được. Thì lúc này á, bên này còn con chốt. Ok, thì bên này thấy đi chốt hoài. Ok, đi chốt phòng giá tỷ, đi chốt thì bên này con này không có chạy ra được, chiếu rồi cũng kéo về lại cho cũ, mà nó chiếu đi bí thôi sao. Bây giờ lúc này cho giá tỷ đi ra đây, thì con này đi, con chốt này đi lên đây, giá tỷ đi ra đây thì con chốt này lên đây, tỷ đi ra đây thì con chốt này đi ra đây. Ok, giá tỷ đi ra đây thì con chốt này đi xuống, không ăn lên được nha, ăn lên được nó chiếu bí luôn. Thì con chốt này cuối cùng đó, nó sẽ lê vô được vô nước này. Ok, thì bây giờ con chốt này không có che mặt tướng được nha. Con chốt này đi xuống đây thì cũng không có làm gì được hết chưa, không có bí được, đi xuống đây ở đâu có thọt xuống dưới đây được rồi. Còn khi mà che mặt tướng á, che mặt tướng là con xe với tỷ, mà che mặt tướng á thì con xe này chạy lên đây là thua liền nha, chạy lên đây là thua liền, tại vì con chốt này á không có thọt xuống được kìa. Mà chiếu ở đây thì con tướng này chiếu ở đây thì con mã này ăn xuống là họ thua liền nha. Ok, so vì vậy á, thì tới đây là cờ sẽ hòa, thì ai mà cưỡng cầu á thì sẽ, ai mà muốn đánh ham ăn á thì sẽ thua thôi. Thì lúc này con chốt chỉ có đi đi ra đi vô thôi, con xe này chỉ ra đi vô. Ok, cờ nó nằm vậy thôi. Thì cái bàn cờ thế này á, thì đỏ đi trước thì hòa thôi à. Hòa mặc dù con chốt với ba, chỉ có ba chốt đen, tức là bên bên này là bên lê lợi quân ít, nhưng mà vẫn có thể thủ hòa được bên bên đỏ đông quân hơn, tại nhờ con xe ở đây tức là lê lai chiếu đây cứu chúa để cho con tướng nó dời qua, xem con tướng dời qua chỗ khác thì mới được. Thì quý anh chị em coi lại ha. Ok, chúng ta đây xây chiếu đây, nó là lê lai cứu chúa, chiều này là lê lai cứu chúa. Chăng. Chiếu đây thì để con tướng này ăn qua, xây để cho nó chặt cái vị đi đi qua, thì lúc này mới kéo mã xuống được. Ok, sau ván cờ đến đây là chấm hết. Thì kính cảm ơn quý anh chị em yêu cờ, và nếu mà quý anh chị em thích thì like, subscribe and share. Thank you. And hẹn gặp quý anh chị em vào quán quán cờ kế tiếp.